Chào mọi người nha. Hôm nay thì em sẽ review cho mọi người xem một con Paloma hàng siêu lướt, siêu VIP nha. Con này thì bản đặc biệt là hàng full chức năng, bản đặc biệt. Trắng rất là đẹp luôn nè. Không cắn móp. Này chỉ có chày nhẹ bếp cũ thì qua quá trình vận chuyển thì nó có chày nhẹ, sơ xước nhẹ nha cô chú anh chị mình nha. Con này rất là đẹp nè, hàng trắng cực lướt luôn, cực lướt cực VIP luôn nè. Con này là bếp full chức năng, nó hẹn giờ được cả hai bếp và lò nướng, màu trắng sữa rất là đẹp luôn. Này, mặt trắng ghi vàng kim tuyến, lại là mặt đá nha cô chú anh chị mình nha. Con này là hàng rất là đẳng cấp. Con này mà dưới bếp là nó gọi là khủng long nè, đó là VIP nha cô chú anh chị mình. Đấy, quá đẹp luôn. Rồi em sẽ cho cô chú anh chị mình xem cái nội thất bên trong nó nha. Con này rất đẳng cấp nha, đó nè. Lò nướng là hai tầng lửa. À, rất là mới. Này. Này. Quá đẹp, quá lướt luôn. Hàng cực lớn nè các anh chị, hàng này là siêu VIP rồi, nó cũng là siêu lướt luôn, chất tinh rất là mới luôn, không trong ngoài như nhau, quá đẹp luôn. Không cắn móp, không sơn phết, còn như riêng. À, chỉ cho giới thiệu cho cô chú anh chị mình xem trong ngoài nó, nội thất ngoại thất của nó. Rồi sau đó thì em sẽ gắn ga test bếp cho cô chú anh chị mình xem nha. Thực tế ra mà nói á thì bếp ga nội địa Nhật thì nó có lỗi gì nè thì nó sẽ không cháy đâu cô chú anh chị mình, nhưng mà test cho cô chú anh chị mình xem thì nó thực tế. Ngay nhiều người chưa rành máy về cái đồ nội địa Nhật thầy sẽ xem YouTube và hiểu thêm hơn lửa nó như thế nào, các chức năng nó sẽ ra là sao. Thầy nó rất là cực đẹp luôn, chức năng nó rất là an toàn, chống cháy nổ, ngắt ga khi gió thổi, tắt bếp và hẹn giờ tất cả các bếp và nước cạn rồi thì nó sẽ tự động ngắt ga tắt lửa. Đấy, cực bền luôn, siêu tiết kiệm ga. Đối với bếp ga nội địa Nhật thì nó sẽ tiết kiệm trên 20% ga so với bếp ga thông thường của Việt Nam nha. Sau đó thì em sẽ gắn ga thử cho cô chú chị mình xem. Con này là nó quá đỉnh nha cô chú chị mình. Thank you.
Lửa rất là chuẩn nha cô chú anh chị mình nha. Đây, thấy lửa không? Quá đẹp luôn. Rất là xanh. Lửa rất là đẹp. Lò nướng là nó hai tầng lửa. Rất là chuẩn. Đây. Lò nướng là đời khổ chê à. Này, cô chú anh chị mình xem nha. Đấy. Quá đỉnh luôn. Thì lửa đó lên hết rồi thì bây giờ em sẽ hẹn giờ tầng bếp 1 và thổi tắt lửa tầng bếp 1 cho cô chú anh chị mình xem nha. Trước tiên thì tôi sẽ hẹn giờ nè cái lò nướng này, mà giới thiệu thêm cô chú anh chị mình nha. Cái lò nướng này á là nó có hai chế độ nướng, một là hẹn giờ, cái thứ nhất là hẹn giờ, cái thứ nhì thì nó nướng theo chu trình. Nó có cái chế độ nướng theo chu trình này. Đây, bấm lên. Bấm nút này. Thì mình nướng theo chu trình này nó có. Mình nướng kiểu nào mình nướng. Và thứ hai nữa là nướng theo cái hẹn giờ này. Nó cao nhất nó chỉ là 14 phút. Nha. Và tùy chọn cái món đồ. Mình muốn nướng bao nhiêu mình nướng này. Trước tiên là tôi sẽ hẹn giờ cho cô chú anh chị mình xem 1 phút 1 nha. Quá đẹp rồi. Đấy. Trước tiên là tôi hẹn giờ 1 phút cho cô chú anh chị mình xem cái lò nướng. Và sau đó thì tôi sẽ thổi tắt ga. Tắt bếp, con bếp bên phải này. Thì bếp ga mà nội địa Nhật á thì mình thổi cho thổi tắt bếp trong khoảng thời gian khoảng 10 giây thì nó sẽ tự động khóa ga, cúp khóa ga an toàn chống cháy nổ, không có lậu ga được nha cô chú anh chị mình. À đúng không, mấy giây nữa đã khóa nè, trong lúc có tiếng kêu nó báo là nó đã khóa ga, rất là an toàn cho mọi người. À, con này lò nướng nó đã tắt luôn ha, nó đã hết giờ, hai giờ rất là ok, chức năng nó hoạt động rất là tốt. À, sau đó thì tôi sẽ hẹn giờ con bếp bên này cho cô chú mình cho mình xem nha. Mình sẽ bấm vô cái đồng hồ. Đây. À, tương tự như bên kia mình sẽ bấm, nhưng mà bếp á, thì mình hẹn giờ bao lâu mình cứ tùy chỉnh mình nha. Mình bấm giữ thì nó sẽ lên 5 giây 1. Còn mình bấm thả thì nó từng giây. Đây. Bây giờ tôi hẹn giờ 1 phút cho cô chú anh chị mình xem. Này 1 phút. Sau đó thì tôi sẽ tắt bếp cái lò nướng nha. Rồi, không? Tôi thổi tắt lửa. Lò nướng hoặc bếp thì nó cái thời gian cúp ga nó vẫn là như nhau nha. Đấy, lò nướng nó đã khóa ga rồi, nó kêu là có nghĩa là nó tự động khóa ga rồi nha mọi người. Này không cháy nha, rất là an toàn, cực đỉnh luôn. À, rất là ok ha, chức năng hoạt động rất là tốt. Con này thì hàng cực lớn luôn, đời rất là cao. Con này là siêu vip rồi. Đây, bếp này nó đã xong. Đây, nó thể hẹn giờ. Và tiếp đó thì tôi sẽ hẹn giờ con bếp bên này. Đây, con bếp bên này. Đây. Hẹn giờ là cái đồng hồ bên này nha mọi người. Nói chung một đồng hồ, nhưng mà bấm nó nhảy đèn hai bên, nó có hai cái đèn hai bên. Bên nào nó nhảy đèn đó. Đây, tôi sẽ hẹn giờ. Và sau đó thì tôi sẽ test cái bếp bên này, thổi tắt cái bếp bên này. Sau khoảng thời gian 10 giây thì nó sẽ tự động ngắt ra.
chống cháy nổ rất là an toàn luôn. Rồi xong, thế là chế độ khóa ga nó đã khóa. Ok. Và trong lúc chờ đợi cái test thực hiện giờ con bếp này thì tôi sẽ xin giới thiệu với mọi người và báo giá cho mọi người con bếp này. Con bếp này là này, tên của nó là nha mọi người. Mã số là ECA67, sản xuất tháng 3 năm 2018. Đấy, con này rồi rất là cao. Rồi, con này là đã hẹn giờ xong, hết chức năng hẹn giờ nó đã tắt bếp. Và con bếp này á thì em sẽ bán với cái giá là 8 triệu nha mọi người. Đúng ra lúc trước thì nó hơi mắc, nhưng lúc này hàng em lấy đợt này em hàng về hơi rẻ nha, em bán con này đúng rẻ đấy. Con này là cực lớp mà đời cực cao, hàng siêu VIP luôn. Em bán con này với cái giá là 8 triệu. Và sau lời giới thiệu và báo giá thì em cũng xin giới thiệu thêm với cô chú anh chị mình là những ai yêu thích hàng nội địa Nhật nói chung và kênh nội địa Nhật bên ngoài em nói riêng, hãy đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và cửa hàng của em thì nằm ở đường Thanh Nhân Trung, tổ 18, khu phố 4C, phường Trảng Chài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những ai mà gần trong địa phận Biên Hòa, Đồng Nai, những ai mà có điều kiện đi tới cửa hàng xem thì em có địa chỉ và hãy liên hệ cho em là số điện thoại 0913 863 879 và Zalo cũng chính số điện thoại luôn. Và hẹn tạm biệt cô chú anh chị mình, hẹn video lần sau.